Tết Chôn Trần Nam Thơ Mây của đồng bào Khmer năm nay diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 4 năm 2024. Hiện nay tại các phum sóc Khmer trong tỉnh, đồng bào đang chuẩn bị sẵn sàng để đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm. Đây là một lễ lớn nhất và được mong chờ nhất trong năm của người Khmer. Xã Tân Đông, huyện Tân Châu, một trong những địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, tập trung ở ba ấp Cà Ót, Tầm Phô và Suối Dằm. Những năm qua, nhờ được đảng, nhà nước quan tâm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, chính sách, nên đời sống của đồng bào dân tộc Khmer ở đây ngày càng khởi sắc. Tết Chôn Trần Nam Thơ Mây là một phong tục cổ truyền lâu đời của người Khmer. Những ngày này, không khí thật vui vẻ, bà con Khmer tập trung dọn dẹp, trang trí nhà cửa, mua sắm quần áo mới cũng như chuẩn bị các lễ vật đón Tết. Thì mỗi năm người ta cũng chuẩn bị nửa tháng trước, như là tiền bạc hoặc là quần áo hoặc là truyền thống của người Khmer, người ta phải sắm cho được hết. Cái đó là chuẩn bị đón Tết mỗi năm vui vẻ, nhất là cái con cháu phải tập trung lại thương cha mẹ, cũng như là vô chùa cúng, cũng như là cái nơi của mình quan trọng. Với đồng bào Khmer, trong những ngày Tết cổ truyền Chôn Trần Nam Thơ Mây, ngôi chùa là nơi vô cùng quan trọng để thực hiện các nghi lễ truyền thống. Lễ chùa đầu năm cũng như bao lễ hội khác của người Khmer đều chứa đựng những câu chuyện mang ý nghĩa sâu sắc về đạo và đời. Lúc rảnh rỗi công việc cũng đi chùa cùng với mọi người để quét dọn, trang trí trong chùa cho đẹp, để cho mọi người khi đến chùa tổ chức đón năm mới. Cùng nhau tập trung dọn dẹp trang trí chùa chiền cho đẹp đẽ cho mọi người đến để chụp hình. Chùa mình đẹp thì năm sau họ sẽ đến nữa. Hy vọng anh chị em cô bác gần xa cùng tập trung cùng với chúng tôi tại chùa Cà Ót đông đủ, chúng tôi sẵn sàng tiếp đón. Nhân dịp năm mới, kính chúc mọi người làm ăn phát đạt, sức khỏe dồi dào. Bước sang năm mới thì cũng cầu mong cho tinh thần của họ, sức khỏe của họ được an vui. Những ngày Tết Chôn Trần Nam Thơ Mây tạo thêm sự gắn bó đoàn kết, gắn kết tình làng nghề xóm, tinh thần đoàn kết cộng đồng. Bên cạnh đó, Tết Chôn Trần Nam Thơ Mây còn là dịp để đồng bào Khmer gửi gắm ước mơ hạnh phúc, ý thức hướng thiện và lòng báo ân với tổ tiên, ông bà, cha mẹ của mình trong năm.